Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Mily Channel. Hôm nay thì Mily đến tham quan khu du lịch sinh thái Long Chung nằm ở thành phố Tây Ninh. Và bây giờ xin mời mọi người cùng theo chân Mily để tham quan khu du lịch sinh thái nhé. Let's go. Thưởng thức món ăn ở quán Long Chung với mày nhé. Đây là món răm tôm. Răm tôm thì có rau sống trải và rau sống rồi răm tôm chúng ta cuốn như vậy. Răm tôm cuốn tôm. Chấm với lại nước sốt của Long Chung. Món gà ở Long Chung á nó khác ở món gà ở Chum Chum quán là được ăn kèm với lại xôi nướng trong trái dừa. Mọi người thấy trái dừa không? Đây trái dừa. Trái dừa đầu bếp cắt ra cho mình xôi nướng trong trái dừa. Quên nữa, mì chấm cái nước sốt của Long Chung quán thôi. Sốt riêng của Long Chung quán nha. Thank you.
Rất cảm ơn mọi người, từ nãy giờ mọi người đã theo chân Mì Ly đến tham quan khu du lịch sinh thái Long Chung. Nếu yêu mến Mì Ly thì hãy nhấn nút đăng ký, like và ủng hộ cho Mì nhé. Bye bye mọi người.